Phong Cận tỉnh giấc sau một đêm dài. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đầy năng lượng. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Phong đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để thưởng thức món thịt heo nướng mà anh hằng mong đợi. Nhìn ra khu vườn, anh thấy những chú heo mập mạp. ANG vui vẻ chơi đùa, quẫy đuôi kêu ùn ỉn. Phong nở một nụ cười hài lòng, tưởng tượng đến những món ăn ngon lành mà anh sẽ nấu từ chúng. Phong cầm lấy một bó cà rốt và thức ăn bổ dưỡng. Năm ào chuồng heo và cho chúng ăn. Anh quyết định chăm sóc chúng thật tốt trước khi giết thịt, vì anh tin rằng đó là cách đúng đắn và nhân đạo nhất. Sau khi cho chúng ăn no, anh chọn con heo to nhất để làm thịt. Đây là mục đích của việc nuôi heo mà, Phong nghĩ thầm, tự tin với quyết định của mình. Vào bếp, Phong bắt đầu bày biện và chuẩn bị thịt heo để nướng. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp căn nhà, làm Phong không thể cưỡng lại được cơn thèm. Khi món ăn hoàn tất, con heo quay to đùng, vàng ươm nằm trước mắt, hấp dẫn đến mức anh không thể chờ thêm nữa. Anh nhanh chóng nếm thử miếng đầu tiên. Hương vị ngon hơn cả mong đợi, làm Phong cảm thấy hài lòng và no bụng. Sau khi ăn uống thỏa thích, cơn buồn ngủ kéo đến. Phong tự nhủ, no thì phải ngủ, như ông bà ta vẫn dạy. Anh nằm xuống giường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng khi tỉnh dậy, Phong giật mình phát hiện mình đã biến thành một chú heo mập ú. Anh hoảng hốt nhìn xung quanh, tự véo mình để chắc rằng đây không phải là mơ. Nhưng mọi thứ quá thật để phủ nhận. Phong vội vàng chạy ra khỏi nhà, hy vọng có ai đó giúp đỡ. Bất ngờ, anh gặp một bà phù thủy đang đứng trước cửa. Bà phù thủy nhìn Phong với ánh mắt nghiêm khắc và nói: "Cậu đã bị biến thành heo vì thói quen ăn no ngủ kỹ mà không chịu tập thể dục. Những người lười biếng như cậu không xứng đáng làm người." Phong hốt hoảng cầu xin bà phù thủy giúp đỡ, nhưng bà chỉ lạnh lùng từ chối. Nói rằng chỉ có một nàng công chúa hôn lên má cậu mới có thể hóa giải lời nguyền này. Phong nhớ ngay đến Sammy, người bạn công chúa của mình. Anh chạy thật nhanh đến nhà Sammy, lòng tràn đầy hy vọng. Sammy đang tập thể dục trong vườn. Nhìn thấy Phong trong hình hài chú heo mập, cô bật cười thích thú. "Phong, cậu làm sao lại thành ra thế này?" Sammy vừa cười vừa hỏi. Phong kể lại câu chuyện và cầu xin Sammy giúp đỡ.
Sơ âm mờ mờ, y suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Cô nhẹ nhàng hôn lên má Phong. Ngay lập tức, Phong cảm thấy cơ thể mình dần thay đổi. Giờ a rẻ và vóc dáng của cậu từ từ trở lại như xưa. Và chẳng mấy chốc Phong đã trở lại thành người. Cậu ôm chầm lấy Sammy, cười hạnh phúc. Cảm ơn cậu, Sammy. Nếu không có cậu, chắc tớ sẽ là một chú heo mãi mãi. Từ ngày đó, Phong cận quyết tâm thay đổi bản thân. Cậu ăn uống lành mạnh hơn, chăm chỉ tập thể dục và từ bỏ thói quen lười biếng. Cậu nhận ra rằng sự lười nhác và thiếu ý thức sẽ chỉ mang đến rắc rối cho chính mình. Phong và Sammy tiếp tục là đôi bạn thân thiết, cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Và bài học về việc duy trì lối sống lành mạnh đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc đời Phong Cận mãi mãi.